children. How are you? I hope you are very fine to avoid getting the virus COVID-19. And I also hope you study hard, although you don't go to school. Do you remember the main thing in the first semester? Okay, someone may say yes, and someone may say no. No problem. Today, I will help you to revise something. The first thing, today I will help you to revise the simple past tense. Thi quá khứ đơn. Do you know much about, do you remember much about the simple past tense? Các em còn nhớ gì về thi quá khứ đơn nữa hay không? Cách sử dụng của nó, cấu trúc thế nào? Và đặc dạng của động từ thi quá khứ đơn ra sao? Và cái cách các em phát âm đuôi ed đối với động từ bất quy tắc. Ok, now we are going to revise about it. Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại về thi quá khứ đơn, một trong những thi được sử dụng nhiều nhất trong các thi của tiếng Anh. Xin mời chúng ta em bắt đầu. Trong thi quá khứ đơn thì chúng ta có hai dạng động từ để chúng ta chia trong cấu trúc của nó. Dạng thứ nhất đó chính là dạng động từ thường. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu cấu trúc của thi quá khứ đơn đối với động từ thường. Hay ta bằng kiểu tiếng Anh nó là verb. Như các em đã biết thì trong cấu trúc của động từ luôn luôn có ba dạng, đó là khẳng định, phủ định và nghi vấn. Bây giờ chúng ta đi thể khẳng định. Nào, xin mời các em nhìn vào ví dụ của câu trên bảng. I stayed at home yesterday. Như vậy, nhìn vào ví dụ này thì có tin chắc rằng các em đã nhớ và rút ra được cấu trúc đối với động từ thường trong thi quá khứ đơn rồi, đúng nào? Chúng ta có cấu trúc như sau. Cấu trúc ở thể khẳng định chúng ta đánh dấu cộng, bao gồm nó là subject cộng verb, và nếu động từ đó có quy tắc thì chúng ta thêm ed, và nếu bất quy tắc thì tiếng Anh gọi là irregular verb. Còn chấm chấm chấm, đúng không? Thế thì vấn đề đặt ra của chúng ta ở đây đó là khi nào thì chúng ta sử dụng động từ có quy tắc. Những động từ nào là động từ có quy tắc thì chúng ta thêm đi, và những động từ nào có quy tắc các em còn nhớ không ạ? Như vậy là động từ, phần lớn các động từ trong tiếng Anh có quy tắc thì chúng ta hầu như chúng ta thêm đuôi ed ở đằng sau. Cô lấy ví dụ, đó là động từ want. Và khi chúng ta sử dụng động từ này ở dạng quá khứ đơn, chúng ta thêm ed và chúng ta đọc là wanted. Hay là động từ need, khi thêm ed, chúng ta đọc là needed. Thế thì đối với những trường hợp khác như thế nào? Xin mời các em tìm hiểu tiếp theo. Quy luật về thêm ed. Ta có những quy luật về thêm ed như thế này. Thứ nhất, trường hợp thứ nhất đó là động từ tận cùng bằng y thì chúng ta chỉ việc thêm ed. Trong trường hợp đó thì động từ phải tận cùng là y và trước nó là một phụ âm. Ví dụ động từ date, tận cùng là y và trước nó phụ âm ti, chúng ta thêm ed thành là date. Hay là leave, thêm ed thêm đi, chúng ta đọc là leave. Trường hợp thứ hai đó là trường hợp động từ tận cùng bằng y sai. Trong trường hợp này lại có hai trường hợp nhỏ. Trường hợp một đó là động từ tận cùng bằng y sai mà nó trước nó là một nguyên âm thì chúng ta giữ nguyên và thêm ed vào. Ví dụ đó là động từ play,
khi thêm ed chúng ta giữ nguyên động từ này và thêm ed thành play. Trường hợp thứ hai, động từ cần có là inside nhưng mà trước nó là một phụ âm, thì trước khi các em thêm ed chúng ta phải làm gì ạ? À, chúng ta phải đổi inside thành in ngắn rồi mới thêm ed. Cô lấy ví dụ động từ try, trước khi em thêm ed em phải đổi ra đến ngắn và thành tried. Hay là động từ grind cũng tương tự grind. Kém là nắm rõ chứ ạ? Ok. Trường hợp thứ ba, đó là động từ tần cung là một phụ âm, mặt trước nó là ngoài hai trường hợp tần cung là w và isai, thì chúng ta sẽ gấp đôi phụ âm cuối rồi mới thêm ed. Cái này các em nắm rõ đúng không ạ? Cô lấy ví dụ động từ stop, từ tần cung phụ âm p như vậy chúng ta nhân đôi phụ âm p rồi thêm ed thành stopped. Hay là động từ tap thành tapped. Ok, tactically. Và còn ngoài ra, ngoài các trường hợp đó thì tất cả những động từ khác không rơi vào trường hợp tên thì chúng ta chỉ cần thêm ed để giữ nguyên và thêm ed vào là được các em ạ. Ok, cô hy vọng các em hãy nhớ quy tắc thêm ed. Bây giờ chúng ta sang thể thứ hai là thể phủ định. Trường hợp thứ hai đó là trường hợp đối với động từ bất quy tắc. Đối với trường hợp động từ đã gọi là động từ bất quy tắc thì chúng ta không có quy tắc nào cả, như vậy bắt buộc các em phải học thuộc. Và nó nằm, động từ bất quy tắc này nó nằm ở cột 2 trong bảng động từ bất quy tắc. Các em còn nhớ cô đã hướng dẫn các em trong bảng động từ bất quy tắc chúng ta có 3 cột. Thì cột 1 là động từ nguyên mẫu, cột thứ 2 là động từ ở quá khứ đơn, và cột thứ 3 là động từ ở quá khứ phân tử. Như vậy khi nào các em cần sử dụng động từ ở quá khứ đơn thì chúng ta sẽ lấy động từ ở cột 2. Ok, cô lấy một số ví dụ về động từ bất quy tắc. Ví dụ động từ do sang bất quy tắc, sang quá khứ đơn nó biến thành như thế nào ạ? À, nó do biến thành did. Hay là go sẽ biến thành went. Ok, đó là các trường hợp của động từ có quy tắc và bất quy tắc. Bây giờ trường hợp cấu trúc thứ hai, ở thể thứ hai nó là thể phủ định. Trong tiếng Anh chúng ta ký hiệu là gì? Trừ. Thể phủ định nào, các em tiếp tục nhìn vào ví dụ của cô ở đây. Example: I didn't go to school yesterday. So, can you find the structure of the negative form? Em nhớ có thể tìm ra được cấu trúc thể phủ định chưa? Ta sẽ có cấu trúc thể phủ định như sau. Đó là subject cộng với trợ động từ did. Nếu ở hiện tại đơn chúng ta sẽ trợ động từ does or does or do. Khi quá khứ đơn chúng ta sử dụng trợ động từ did. Và đã là phủ định thì chúng ta có thêm not. Nó đó bằng verb. Em lưu ý động từ này chúng ta sử dụng ở nguyên mẫu, động từ nguyên mẫu. Như vậy là sau khi chúng ta đã có trợ động từ đích rồi thì động từ đằng sau chúng ta không chia, tức là giữ nguyên mẫu. Và dạng viết tắt của did not đó chính là did didn't. Okay. Thể thứ ba đó chính là thể nghi vấn, tiếng Anh ta gọi là question form. Now, example, did you go to school yesterday? How can you answer? Of course you say, no, I didn't. Như vậy, ở lúc thể khả phủ định về nghi vấn của thì quả từ đơn là như thế nào ạ các em? Đó chính là chúng ta tạo từ đơn từ did tổng subject và tổng verb be nguyên thể. Tần cung có dấu chấm, chấm hỏi. Đây là dạng rất lâu, nhưng mà chúng ta phải trả cả lời. Nếu đúng, chúng ta phải như thế nào? À, Z, sắp tới cộng đứt. Nếu không thì chúng ta phải trả lời no, sắp tới cộng đứt đỉnh. Đứt
not again, chúng ta mang thêm đức tin. Trường hợp dạng động từ thứ hai đó chính là trong trường hợp câu hỏi có từ để hỏi WS or X question. Thì chúng ta làm thế nào ạ? Look at this example. Where did you go yesterday? How did you go to school 2 months ago? Như nó hai ví dụ đó, thì chúng ta rút được ra cấu trúc đối với thể nghi vấn, đối với các từ để có câu hỏi có từ để hỏi như thế nào ạ? Đó chính là bắt đầu bằng WS, hỏi em. What? Sau đó chúng ta đào từ đầu cơ đích bằng sắp dây thẳng vớt infinity. Ok. Trường hợp thứ hai, dạng động từ thứ hai đó chính là động từ to be. Từ to be. Các em còn nhớ có bao nhiêu loại động từ to be đối với thi quá khứ nữa không? Đó chúng ta có hai dạng động từ to be, động từ quá khứ đơn đó chính là động từ to be was and were. Khi nào chúng ta sử dụng was và khi nào chúng ta sử dụng động từ to be là were à các em? Ok, nào các em nhìn vào ví dụ luôn nào. But now he was a student last year. Như vậy khi chủ ngữ là các ngôi ở số ít bao gồm I, he, she, it và danh từ số ít thì chúng ta sẽ sử dụng động từ to be là was. Và khi chủ ngữ là những chủ ngữ là số nhiều bao gồm we, you, they và danh từ số nhiều thì chúng ta sẽ sử dụng to be là were. Yeah, they were students 2 years ago. Và cũng từ cái ví dụ cô đơn đó chúng ta rút ra vô cấu trúc ở thể khẳng định đối với động từ to be. Các từ có hai trường hợp, nếu chủ ngữ là I, he, she, it và danh từ số ít. Tiếng Anh gọi là singular noun. Chúng ta sẽ đọc bằng động từ to be là was. Trường hợp thứ hai, subject là we, you, they hoặc là danh từ số nhiều. Chúng ta sẽ đọc to be là was. Đối với thể phủ định negative form của động từ to be, thể phủ định thế nào? Xin mời các em nhìn ví dụ. Example: He was not a student 2 years ago, and they were not rich when they were young. Hay chúng ta sẽ rút ra thể phủ định cũng hai trường hợp sắp xếp là I, he, she, it và danh từ số ít. Chúng ta sẽ chọn was not. Và
và subject là we, you, they và danh từ số nhiều. Nó sẽ cầm word, not. Kém lưu ý cho cô rằng viết tắt của was not, was not viết tắt bài thành wasn't và was not chúng ta viết tắt bài thành weren't. Ok, remember. Trường hợp thứ ba đó là question form, các kiểu là dấu hỏi. Trường hợp phụ là nghi vấn như thế nào ạ? Nào, example. Was he a student last year? Were they rich when they were young? And the answer is, was he a student last year? Yes, he was. And were they rich when they were young? No, they were not. Or no, they weren't. Vậy ta bỏ một chút ở thề nghi vấn đối với động từ to be thế nào? Ta nào? To be the was, sẵn danh. I, he, she, it. Và danh từ số it. Đối với dùng ngữ số nhiều. Was. Danh. We, you, they. Danh từ số nhiều. Đây là giảng viết nâu, như vậy chúng ta sẽ trả lời nếu đúng yes. Subject bằng was or were. Nếu không no. Subject wasn't a word. Ok, vậy các bạn sẽ nắm lại được cấu trúc ở thể khẳng định, phủ định và nghi vấn đối với động từ thương và động từ to be rồi, đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta tìm hiểu về cách sử dụng của động từ to be, đúng không? Cách sử dụng của thị quả cực đơn. Thế thì các em còn nhớ chúng ta sử dụng thị quả cực đơn trong những trường hợp nào không ạ? À, bây giờ chúng ta sẽ ôn lại các cách sử dụng của thị quả cực đơn. Như vậy thị quả cực đơn có rất là nhiều cách sử dụng đấy ạ. Nó là một trong những cái thị sử dụng rộng rãi nhất trong tiếng các thị của tiếng Anh. Các em lưu ý cho cô những cái thị, những cái cách sử dụng chính mà chúng ta dùng cơ bản trong chương trình lớp 7. Thứ nhất, trường hợp cách sử dụng thứ nhất đó là khi chúng ta muốn diễn tả một cái hành động đã xảy ra và chấm dứt tại một thời điểm cụ thể trong quá khứ. Example, I last met her 2 months ago. Lần cuối tôi đã gặp cô ấy là cách đây 2 tháng. Như vậy đã chấm dứt rồi, bây giờ tôi không gặp cô ấy nữa. Cách sử dụng thứ hai là khi chúng ta muốn liệt kê các hành động liên tiếp xảy ra trong quá khứ. Example, yesterday afternoon, after coming from school, I thought, I cooked dinner, I took a shower, and then I had dinner with my family. Như vậy là một loạt hành động xảy ra liên tiếp kém sử dụng từ quá khứ đơn. Kém lưu ý cho cô. Tiếp theo, cách sử dụng tiếp theo đó là khi chúng ta kể lại một câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Và cách sử dụng tiếp nữa đó là khi diễn tả một hành động xen vào hành động khác trong quá khứ đã xảy ra rồi. Example, they were singing when I came this morning. Sáng nay khi họ đang hát khi tôi đến. À, như vậy hành động tôi đến là diễn ra sau và làm gián đoạn xen vào với hành động họ đang hát. Ngoài ra còn có một số cách sử dụng khác nhưng mà lên các lớp trên chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp. Ra hai cái vấn đề cơ bản của thị quả cực đơn
cấu trúc và cách sử dụng. Thế thì vấn đề tiếp theo là các em làm sao trong một câu các em xác định được đó là câu đó sử dụng ở thị quả khứ đơn. Thì ngoài từ cái cách sử dụng của nó thì chúng ta thường có những cái tràng từ đi kèm hay ta còn gọi là dấu hiệu nhận biết. Những cái dấu hiệu nhận biết thể có các tràng từ thường dùng cho thi quả khứ đơn như sau. Câu tin là nhiều em vẫn còn nhớ đó là những cái từ cơ bản chúng ta hay gặp, đó là từ yesterday. Nếu như hiện tại đơn có từ everyday thì tương lai đơn có từ tomorrow, thì thi quả khứ đơn chúng ta có từ yesterday, đúng không em ạ? Cái từ chúng ta hay gặp ở thi quả khứ đơn nữa đó là từ last cộng với một danh từ chỉ thời gian. Các em có thể tìm cho cô một số từ đi với từ last được không? Ví dụ tuần trước là last week. Từ cái từ week đó chúng ta có thể thay bằng các danh từ chỉ thời gian khác như là last month, last year, vân vân. Các em để đặt tìm lại tiếp cho cô nhé. Dấu hiệu tiếp theo là chúng ta có trong câu đó có từ ago. Từ ago này nghĩa là trước đây hoặc là cách đây. Và nhớ cho cô đi với từ ago này trước nó, đó là một cái số lượng thời gian. Example, 2 days ago, cách đây 2 ngày. Đấy, như vậy 2 ngày là một cái số lượng thời gian. Em lưu ý cho cô. Ngoài ra còn có những dấu hiệu nhận biết khác nữa, đó là một cái mốc thời gian đi với giới từ in. Example, in 1999, in 1897, vân vân. Rồi là when I was small, một mốc thời gian là năm quá khứ, vân vân. Em về tìm hiểu thêm, nhớ lại thêm các cái cách sử dụng khác, tìm hiểu thêm càng tốt. Đó chính là cách sử dụng cơ bản, dấu hiệu cơ bản về cần lưu ý, cần điểm cho cô trong quá trình công tác. Từ cái việc chúng ta thành lập danh từ có quy tắc thêm đi, thế thì các em còn nhớ cái quy tắc phát âm ed của động từ có quy tắc trong thì quả khứ đơn nữa không? Bây giờ cô trò chúng ta cùng ôn lại vấn đề thứ 3, vấn đề pronunciation. Thì các em còn nhớ chúng ta có bao nhiêu trường hợp phát âm đi nữa không? À, như vậy chúng ta có 3 trường cách phát âm đi. Cách thứ nhất đó chính là chúng ta phát âm với đi là ực. Thế thì trường hợp khi nào chúng ta phát âm với đi là ực? Các em còn nhớ những trường hợp nào nữa không ạ? À, như vậy trường hợp thứ nhất đó là động từ tần cung là hai âm, đó là đi và ti. Thì khi thêm ed vào chúng ta sẽ phát âm là đi hoặc là ti. Các em có thể lấy cho con một số ví dụ được không? Ví dụ one, động từ one tần cung bằng âm ti và khi thêm ed chúng ta phát âm là wanted. Hay là động từ knit kết thúc bằng âm b và khi thêm ed chúng ta đọc là knit được, vân vân. Các em về tìm hiểu thêm cho cô. Trường hợp thứ hai, cái mẹ ta có trường hợp đầu tiên nó phát âm là it, ed phát âm là it. Trong trường hợp là động từ kết thúc là các âm ti hoặc là đi. Thì khi thêm đi chúng ta phát âm là trường hợp thứ hai đó là động từ tần, chúng ta sẽ phát âm là khi nào các em còn nhớ không? À,
Như vậy là đối với những trường hợp động từ kết thúc là phát âm ready thứ hai, đó là đối với những động từ tần cung là các trường hợp nào các em? À, tần cung là phát âm là thì khi thêm ed chúng ta đọc là như vậy, khi động từ tần cung là trường hợp thứ ba, đó là những trường hợp for example động từ laugh kết thúc bằng âm laugh, khi thêm ed chúng ta đọc laughed, hay là động từ cook kết thúc bằng âm k, khi thêm ed chúng ta đọc cooked, vân vân. Đây các em tìm hiểu thêm trường hợp thứ ba phát âm ed, đó là các trường hợp còn lại. Các trường hợp còn lại thì khi thêm đi đi chúng ta đọc là các động từ còn lại chúng ta đọc lại thêm đi chúng ta đọc là for example open open change trend. Ok. Như vậy bây giờ các em nhớ lại cách phát âm đi đi được rồi đúng không ạ? Đây là những cái vấn đề cơ bản cô trò chúng ta vừa ôn lại đối với thi quả khứ đơn. Bây giờ để kiểm tra xem chúng ta nắm được kỹ bài hay chưa, xin mời các em tiến hành làm cho cô một vài bài tập luyện tập. Bài tập đầu tiên, exercise 1. Put the verb in the simple past form. Như vậy đôi khi các em gặp giảng bài tập này thì làm sao để các em làm với kết quả tốt nhất? Vậy khi yêu cầu gặp yêu cầu này thì điều đầu tiên chúng ta sẽ xác định điều gì ạ các em? À, chúng ta sẽ xác định các câu này, các động từ này được sử dụng ở thì gì đúng không? Và dấu hiệu nhận biết thì là ở đâu? Điều thứ hai là chúng ta xác định các câu này được sử dụng ở thể nào, thể khẳng định, phủ định hay nghi vấn. Và điều thứ ba, nếu đối với động từ thường thì chúng ta xác định động từ đó là có quy tắc hay bất quy tắc. Và đối với động từ to be thì chúng ta lại xác định động từ đó, to be đó được sử dụng với chủ ngữ là trường hợp nào, chủ ngữ số ít hay số nhiều. Qua cái bài tập này thì với những cái điều các em cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi cho giảng đúng của động từ như vậy thì cô có đáp án như sau. Câu 1, I stayed at home last weekend. Chúng ta dựa vào last weekend, đó là dấu hiệu nhận biết thì quả thực đơn đúng không em ạ? Và đây là thể khẳng định. Như vậy động từ stay này có quy tắc và chúng ta thêm ed stayed. Câu 2, dấu hiệu nhận biết thì quả thực đơn của chúng ta đó là 2 weeks ago. Và câu này cũng là ở thể khẳng định, nhưng đối với câu 2 thì động từ go lại ở bất quy tắc, cho nên chúng ta sử dụng động từ go này sang cột 2 là động từ went. Đối với câu 3, my friend had a great time in Nha Trang last year. Tương tự dấu hiệu nhận biết thì quả khứ đơn là last year. Và câu này cũng là ở thì quả khứ đơn. Và động từ have cũng có bất quy tắc, cho nên các em sử dụng ở cột 2 đó là had. And my friend had a great time in Nha Trang last year. Đối với câu 4 thì chúng ta sử dụng động từ to be.
và cũng là biểu hiệu là last summer là quá khứ đơn. Như vậy động từ to be ở quá khứ đơn thì có hai dạng was or were. Nhưng ở đây chủ ngữ là my vacation là danh từ số ít, cho nên chúng ta sử dụng to be là was. Đâu chúng ta làm đúng đó chính là my vacation in Huế was wonderful last summer. Câu thứ năm, tương tự giống như nhận biết thì quả từ đơn ở đây là last year mà, và nó cũng ở thể khẳng định. Và động từ visit này là động từ có quy tắc, như vậy chúng ta chỉ việc thêm ed. Thánh last year I visited Ngọc Sơn Temple in Hà Nội. Bây giờ các em nắm rõ chứ ạ? Đây thì các em về làm lại bài tập này cho cô. Bài tập thứ hai đó là cô muốn kiểm tra thì các em có nhớ được về quy tắc phát âm với ed hay không? Nào, xin mời các em nhìn đây. Cô có bài tập hai là groups of verbs who ed tags are pronounced d, t, or it. Các em nhóm các động từ này nó mang cột cho cô động từ, những động từ nào được phát âm với ed là d, những động từ nào được phát âm với ed là t, và những động từ nào được phát âm với ed là it. Ta có những động từ này thế này, bây giờ xin mời các em nhóm cho cô xem thế nào. Thế thì các em nhớ lại quy tắc phát âm với ed, trường hợp nào chúng ta sẽ phát âm với ed đó là t, trường hợp nào chúng ta phát âm là, và trường hợp nào phát âm là ít. Như vậy lúc nãy cô đo chúng ta cùng ôn, chúng ta có 3 trường hợp phát âm với đi. Nào, bây giờ các em sau khi các em làm rồi thì xin mời các em đối chiếu kết quả xem thế nào. Vậy cô có kết quả như sau. Những trường đến đồng, những đồng từ có ED tận cùng được phát âm là t, bao gồm laughed, stalked, looked, and danced. Những động từ được phát âm là it bao gồm wanted, shouted, boasted, and pointed. Và những trường hợp còn lại được phát âm là be bao gồm covered, listened, opened, and screamed. Bây giờ các em nắm rõ chưa cách phát âm với đi cho các em? Để nắm rõ hơn thì bây giờ cô sẽ có bài tập về nhà như sau. Xin mời các em ghi bài tập về nhà và các em vận dụng những kiến thức cô trò chúng ta vừa ôn đây. Em làm thật tốt cho cô nhé. Exercise 1. Put the verbs in the simple past form. Như vậy bài tương tự lúc nãy cô trò chúng ta cùng luyện tập là chia động từ ở các thể khi quá khứ đơn. Và bài tập, đối với bài tập này như lúc này cô hướng dẫn các em thì các em phải tìm hiểu, phải cân nhắc những vấn đề gì trước khi chúng ta chia động từ cho khi quá khứ đơn cho chính xác. À, cô nhắc lại một lần nữa, các em xác định nó thuộc thể gì thì khẳng định, phủ định hay nghi vấn. Và đối với động từ thương thì các em xác định xem là động từ đó, nếu mà thể khẳng định thì nó là động từ có quy tắc hay bất quy tắc, và quy tắc thêm ed đối với động từ bất có quy tắc như thế nào. Đối với động từ to be, các em xác định xem trong câu đó nó đi với chủ ngữ là số ít hay số nhiều để chúng ta sử dụng động từ to be là was or were. Exercise 2, đối với bài tập thứ hai, find the verbs whose ed tags are pronounced and it as many as possible. Đối với bài tập này là bài tập mở. Sau khi các em đã được học quy tắc, nhận được ôn lại quy tắc phát âm ed và kết hợp kiến thức các em đã được học, đồng thời các em tìm hiểu thêm các nguồn tài liệu khác, thì các em cố gắng tìm càng nhiều càng tốt về những động từ mà được phát âm và có tận cùng bằng ed được phát âm trong ba trường hợp đó. Tương tự các em nhóm thành ba trường hợp cho cô như lúc này chúng ta vừa tìm hiểu. Như vậy buổi học hôm nay các em đã cùng cô ôn lại về thi quá khứ đơn, về cấu trúc của thi quá khứ đơn đối với động từ thương, về
đầu tư to be thế nào, về cái cách phát âm đuôi ed đối với đầu tư có quy tắc của thi có thể đơn ra sao. Và các em đã được làm một số bài tập như vậy. Cô hy vọng với cái thời lượng ngắn như thế này, cô giúp các em ôn lại những cái vấn đề cơ bản của thi có thứ đơn. Và cô hy vọng các em về nhà một lần nữa ôn tập kỹ hơn. Và ngoài kiến thức cô ôn cho các em đây, các em còn ôn tập thêm từ nhiều cái nguồn tài liệu, nhiều cái nhìn khác, và các em nắm thật vững, thật chắc về cái thi có thứ đơn này. Một lần nữa cô xin trân trọng cảm ơn các em đã tham dự đầy đủ và lắng nghe bài giảng của cô. Thank you so much. Goodbye, see you again.